Huyện Kiên Lương nằm về phía tây bắc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá theo quốc lộ 80 khoảng 70 km. Huyện có diện tích 906 km vuông, bao gồm 2 phần đất liền và hải đảo. Ngoài vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, Kiên Lương có hệ thống núi đá vôi đa dạng là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất xi măng. Hầu hết các nhà máy sản xuất xi măng lớn của tỉnh được xây dựng ở đây. Tiềm năng về phát triển du lịch rất lớn với các danh thắng nổi tiếng: Hòn Chông, Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Hang Tiền, Động Kim Cương. Các điểm du lịch mới trên quần đảo Bà Lụa và Hòn Nghệ như Ba Hòn Đồng, Hòn Rẫy, Hòn Thơm, Hòn Đá Bạc đã và đang thu hút một lượng lớn du khách. Đặc biệt là núi Mô So được công nhận là di tích lịch sử cách mạng và thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1995. Kiên Lương còn là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Căn cứ Mô So là chiến tích oanh liệt đầy tự hào của quân và dân Kiên Lương trong các cuộc kháng chiến giành độc lập. Đặc biệt là trong giai đoạn sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, Mô So là căn cứ của lực lượng vũ trang và dân quân Hà Tiên Kiên Lương. Vào đến vùng núi Mô So thì ta bố trí đóng quân cả 3 núi, núi Sơn Trà, núi Cầu Thôn và núi Mô So. Mà Mô So là núi lớn có nhiều hang, nên hầu hết các cơ quan của huyện đều đóng ở Mô So. Ta vừa ổn định được một vài ngày thì địch đưa quân đánh thăm dò ta hai núi, núi Sơn Trà và núi Cùa Thơm. Trước khi đưa bộ quân đánh ta thì chúng cho máy bay ném bom quyết liệt, hết phi vụ này rồi đến phi vụ khác. Rồi pháo mặt đất ở chi khu Kiên Lương, pháo tàu ngoài biển bắn vào, tan tành giường tược nhà cửa của dân xung quanh núi Sơn Trà hết. Sau đó mới đưa bộ binh vào đánh ta. Chúng dùng máy bay trực thăng cần cẩu, câu 2 khẩu pháo 105 ly đặt ở đỉnh cao của núi Mây, cách Mô So trên dưới cây rưỡi số, rồi hạ nòng bắn trực xạ vào các miệng hang của ta. Các bạn có hình dung nổi pháo 105 mà khoảng cách chỉ trên dưới cây rưỡi số mà hạ nòng bắn trực xạ, nó bắn như sấm sét như trời giáng. Vì tiếng nổ và tiếng đề ba của chúng gần như nhập một, mà mỗi lần chúng bắn như vậy hàng giờ đồng hồ, xong chúng dừng lại cho bộ binh tràn lên tấn công ta bằng M72, bằng lựu đạn, bằng chất độc hóa học, kể cả bột phá. Ta tổ chức đánh xe tăng và ta đánh 3 đêm liền, bắn cháy 24 chiếc. Sau 3 đêm đó, ban ngày chúng cho xe tăng hỗ trợ bộ binh tấn công ta, ban đêm chúng cho tránh xa vùng núi ra vì sợ ta tập kích. Cứ như thế, hết ngày này rồi sang ngày khác. Không chiếm được mục tiêu, ban đêm chúng co cụm lại trên các đồi cao dang võng ngủ. Ta mở tổ chức leo đồi, tìm địch mà đánh, tìm võng và tập kích bằng lựu đạn. Cách đánh này của ta hết sức hiệu quả, làm cho chúng hoang mang, đào rã ngũ rất nhiều. Suốt gần 2 năm về Mô So bám trụ để đánh địch, ta tiêu diệt, làm bị thương và loại khỏi dòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, bắn cháy nhiều xe tăng, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh khác. Còn phía ta thì tôi không nhớ con số thương vong cụ thể, mà tôi chỉ nhớ là trong lúc ta và địch đánh nhau thì trong hang nguy thường xuyên có trên dưới 30 thương binh. Ngày nay trở lại căn cứ Mô So, nhiều cựu binh còn nhớ rất rõ những năm tháng chiến đấu ở căn cứ Mô So. Ở cái vùng mình đây là sư đoàn 21 sư đoàn 9, với cái đám mà kêu mà thần hổ rồi với châu điên là đó, cái đội nón nâu nướng niễn bên đó, đó là với mà nghĩa quân ở địa phương này. Ban ngày là nó làm chủ cho mình, ban đêm là mình đi kiếm nó, mình đánh nó. Lính ở trên núi là coi như mình tổ chức cho bộ đội lên núi tập kích. Còn xe tăng ở ngoài ruộng mà đồng ở bên cạnh núi Mây này kia nọ, nó tối mình cho nó là đặc công trinh sát đi ra bắn xe tăng. Nó trốn, nó co cụm lại chứ không phải nó bung ra như lúc ban ngày. Mình đánh nó cũng quyết liệt lắm. Lúc đó là tôi đi ra ngoài này kia nọ, đi vô là coi lúc mình còn nhỏ mình cũng hăng á, cũng không có sợ chết. Phản công đi đâu là đi, xương phong đi, không có sợ. Từ năm 1969 đến năm 1975, cùng với việc giữ vững căn cứ Mô So, quân ta kết hợp chiến tranh du kích địa phương và bộ đội chủ lực đánh địch trên khắp mặt trận, mở rộng vùng kiểm soát trên địa bàn Kiên Lương và Long Châu Hà. Đơn vị chúng tôi là đơn vị chủ lực, tham gia là đánh các cái trận đánh lớn của khu vực Long Châu Hà. Thì nói chung là rất ác liệt, tham gia chiến đấu hầu hết các trận đánh từ núi Nhọn của Thuận Yên, rồi đến nhà máy xi măng Kiên Lương, rồi ở Bình An. Thì nói chung là đơn vị cũng còn nhiều đồng chí hy sinh, hiện nay là chưa tìm thấy hài cốt. Thế còn một số các đồng chí thì hiện nay cũng còn những thương tật trong cuộc kháng chiến, thì cũng bệnh hoạn rồi sức khỏe yếu. Để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh thân mình cho độc lập dân tộc, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng tượng đài tưởng niệm liệt sĩ ở Kiên Lương với nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng. Công trình có chiều cao 30 m, đế rộng 50 m vuông, đặt tại trung tâm thị trấn Kiên Lương, khắc họa hình tượng khối đoàn kết quân dân dưới lá cờ của Đảng và cờ Tổ quốc vì mục tiêu thống nhất đất nước, độc lập dân tộc. Cảm nhận của tôi thì tượng đài này so với ở tỉnh Kiên Giang thì rất đẹp rồi, và vị trí cũng là tuyệt vời, bởi vì đây là cái trung tâm của huyện. Mọi người đi qua thì đều thấy tượng đài có cái biểu tượng như vậy, là một bên là lá cờ Tổ quốc, một bên là cờ Đảng, hình ảnh là biểu tượng là chiến sĩ cầm súng. Thì ý kiến tôi thì đây cũng là một cái nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, và cũng là để cho người dân là biết được cái công lao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, và cũng là cái uống nước nhớ nguồn để đền đáp nghĩa các đồng chí đã nằm xuống. Trong những năm qua, Đảng, chính quyền cùng ngành lao động, thương binh và xã hội đã quan tâm thực hiện tốt chính sách chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thời gian qua, thì Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tham mưu cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Thì tổng số cái đối tượng chính sách trên địa bàn huyện hiện có là 335 đối tượng. Thì trong đó là có cái đối tượng thương binh, bệnh binh, thì có công thường xuyên, chất độc hóa học, tù đài, quyết định 53 và quyết định 142. Thì ngoài ra có 24 trường hợp được cái truy tặng cái danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và một trường hợp được truy tặng cái danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thì hôm qua thì Phòng Lao động thì cũng đã thực hiện tốt cái công tác tham mưu về cái chăm lo cho gia đình chính sách, nhất là các quà các ngày lễ Tết như Tết Nguyên Đán, về 27 tháng 7, về Chon Nam Khmer và Sendonta. Thì về cái xây dựng nhà tình nghĩa thì trong năm 2018 thì đã xây dựng 84 căn nhà tình nghĩa, trong đó có 4 căn là từ nguồn kinh phí vận động các công ty xí nghiệp trên địa bàn huyện, và 57 căn là sửa chữa nhà tình nghĩa, là trong đó có 27 căn là từ kinh phí vận động các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Thì ngoài ra phòng còn phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện về phụng dưỡng gia đình chính sách là được 34 trường hợp. Thì từ cái kết quả trên thì cùng với sự quan tâm của huyện ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thì đã thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho gia đình chính sách, cùng chung tay với các cái tổ chức cá nhân giúp cho cái gia đình người có công cũng như cái đối tượng người có công thì an tâm, thì tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. được sự hỗ trợ và động viên chăm sóc của ngành lao động thương binh xã hội, các cựu binh trên địa bàn huyện Kiên Lương đã phát triển nhiều mô hình kinh tế kết hợp vườn ao chuồng, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả cao. Thì trước đây đó là làm quảng canh thì cũng như là cuộc sống thì cũng như là bóp ben lắm. Đó, vì dùng đất này nó phèn mà có nghĩa là phèn nặng. Thì trong cái quảng canh mình làm thì để tạo cuộc sống thì cũng như là để sống qua ngày thôi. Đó, sau này mới chuyển công nghiệp từ khi năm 2016 là mới đây. Đó, thì cũng như giai đoạn đầu mà công nghiệp thì chưa thành công mấy. Đó, mà giai đoạn qua 2017 thì cũng như là thành công lớn. Mà từ thành công lớn nó đến 2018 này thành công là cao hơn nữa. Đó, thì hiện bây giờ mới vừa qua bán một ao thì cũng 4 tấn mấy, gần 5 tấn. Đó, thì ao của mình thì diện tích nó là 2.500 mét vuông. Mà hiện bây giờ còn một ao là coi như 40 ngày là nó nằm tầm khoảng 90 con ký. Đó, thì coi như cuộc sống về đây thì coi như là sống rất là thoải mái. Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa luôn phát huy bản chất của bộ đội cụ Hồ. Chiến tranh có thể cướp đi một phần thân thể, nhưng không thể cướp đi nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Hơn ai hết, những người lính năm xưa thấu hiểu được giá trị của nền tự do, độc lập, và họ luôn phát huy để xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ.